F0 cần làm gì khi tự điều trị ở nhà? F0 được chia làm 3 loại cụ thể: không triệu chứng, ở một mình trong phòng cho tới khi âm tính, sinh hoạt bình thường, ăn uống bình thường, tập thể dục và tập thở vừa, theo dõi triệu chứng trở nặng. Có triệu chứng nhẹ và trung bình, nằm nghỉ, ăn nhẹ, dễ tiêu, ít đạm, ít béo, không tập thể dục, tập thở rất nhẹ, cố gắng ngủ thật nhiều. Triệu chứng nặng và rất nặng, gọi điện thoại cho bệnh viện, nằm đầu cao, hạn chế cử động mạnh, hít thở rất nhẹ nhàng, hút nước cháo loãng. Cả ba F0 cần phải tự dăn mình, tự chịu đau nhức và mệt mỏi, phải suy nghĩ lạc quan, không tiêu cực, chiều hướng xấu, bởi đau nhức không chết, mệt mỏi không chết, chỉ còn thở được nhẹ nhàng là sống sót, không được vật vã hoảng sợ, phải để dành oxy cho tim, gan, thận, não. Bốn cơ quan đó mà còn hoạt động tốt là mình còn sống. Người chăm sóc và người bệnh COVID-19 cần lưu ý. Trong thời gian bệnh cấp tính và chưa ổn định được các rối loạn chức năng như phản ứng viêm, rối loạn nước điện giải, rối loạn thăng bằng kiềm toan, thì việc nuôi dưỡng bệnh nhân chỉ là truyền dung dịch glucose. Quan trọng nhất là dành số oxy rất khan hiếm trong cơ thể cho việc hấp thu và chuyển hóa các chất nước chanh gừng, xả tắc. Chủ yếu là giúp tăng thông thoáng đường hô hấp, nhưng nếu uống với liều cao và trên những cơ địa nhạy cảm, có khi còn làm tăng nguy cơ kích thích đường ruột, thần kinh thực vật, gan, thận. Điều quan trọng nhất là loại nước này không làm tăng khả năng sống sót với bệnh COVID-19. Các triệu chứng đau nhức, mệt mỏi, mất khứu giác, vị giác, ăn nhiều một chút là nôn ra, nóng bức, đổ mồ hôi nhiều do thuốc hạ sốt là chuyện thường gặp nhất và kéo dài, nhưng lại không đe dọa khả năng sống sót của người bệnh. Lúc đó mà lăn lộn, vật vã, kêu khóc, lo lắng, hoang mang thì nguy cơ sẽ cao hơn, vì oxy khan hiếm trong cơ thể đã bị dùng cho những chuyện không duy trì sự sống sót như thế. Các F0 cố gắng không hoảng loạn, cố gắng tự mình chịu đựng các triệu chứng khó chịu nhưng ít nguy cơ, tập trung vào việc thở để cung cấp oxy và tiết kiệm oxy nhiều nhất cho việc chống bệnh bằng cách nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt. Chỉ cần hút cháo loãng, uống nước ấm nhiều lần trong ngày, thêm một viên đa sinh tố là đủ. Các tế bào sẽ sống sót với ít oxy, ít glucose và đủ nước. Sống sót rồi sẽ xây dựng lại cơ thể sau.